trí ô số 3 Nguyễn Thị Hương Giang và vị trí ô số 4 ô số 1 bỏ cuộc. Do một số các vận động viên kiến nghị về cái nội dung tiểu học có thể bị quá muộn, các em mệt nên ban tổ chức quyết định là các em tiểu học chúng ta cũng đi về, tất cả tiểu học chúng ta về hết. Khi đến 200m trung học phổ thông là chúng ta nghỉ. À, tất cả tiểu học tự do chúng ta đi về. Thì ban tổ chức thấy rằng là có một số đơn vị kiến nghị các em rất mệt thôi, tiểu học cho các em về. Tất cả các em tiểu học đi về. Bơi đến 200m trung học phổ thông là nghỉ. À, xin phép các thầy cô như vậy. Có các em tiểu học cũng rất là mệt. Thank you.
Giờ thi tiếp theo, đàn văn nước ngâm vào vị trí vào số 1. Ok, rất xin lỗi. Phạm Khánh Huyền vào vị trí vào số 1. Thùy Chi vào vị trí ô số 1, Mai Khánh Linh vị trí ô số 2, Phạm Thanh Mai vào vị trí ô số 3.